Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 2, 2020. Đến với bản tin hoạt tình đốn tối nay gồm có nhạc lá bồ đề và tin tài liệu. Để mở đầu, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề do Tú Linh và đoàn Hữu Dũng thực hiện từ North Carolina. Tú Linh xin kính chào quý vị kính mời quý vị đến với Nhạc Lão Bồ Đề với câu chuyện Cẩn thận với những mục đích trong việc đi chùa, chuyện của Xuân Quỳnh, Tủ Linh Tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Tuy rằng việc đi chùa để cầu danh lợi, cầu công danh phú quý, cầu bình an trường thọ là không xấu, nhưng phải cẩn thận với những mục đích này. Vì sao? Vì rất dễ tạo tội nghiệp. Tội nghiệp gì vậy? đó là tội bất kính Phật Bồ Tát. Hằng ngày ta đem vài vật phẩm đến chùa cúng dường, nhưng lại mong muốn sau khi cúng xong thì phải phù hộ cho những ước nguyện của ta được như ý. Đây chẳng khác nào ta đem Phật Bồ Tát biến thành tham quan mất rồi, chương đi nhận đồ hối lộ của tính chúng. Cũng có người đem vật phẩm đến cúng dường được vài ba lần nhưng lại chẳng thấy những ước nguyện của mình được như ý thì liền thối tâm. Cho là Phật, Bồ Tát không linh đã nhận đồ cúng dường của họ rồi mà chẳng chịu phù hộ cho họ, rồi thì không tiếp tục đến chùa nữa. Tội lỗi là do đây mà ra. Chúng ta là những người Phật tử, là những người con của Như Lai, thì cần phải có cái nhìn chân chánh đối với mục đích của việc đi chùa để không tạo ra những thông lệ, những mê tín không lành mạnh, để tránh những điều hiểu lầm của những người xung quanh đối với việc đi chùa. Để việc đi chùa trở nên có ý nghĩa hơn và cao đẹp hơn. Người không biết đủ thì dù có vàng bạc đầy nhà thì vẫn cảm thấy mình nghèo, vì họ không biết trân quý những gì đang có trong tay họ. Tâm họ luôn mong cầu vọng ra bên ngoài những vàng bạc của thế gian nên tuy họ giàu nhưng vẫn nghèo còn người luôn biết đủ thì dù họ nghèo nhưng vẫn giàu vì họ biết trân trọng những gì có trong tay họ không mơ mộng hão huyền về những cái không thuộc về họ tâm họ không vọng cầu ra bên ngoài về những tiền tài của thế gian làm người phải luôn răng mình lối sống lương thiện từ bi hỷ xã chớ tham lợi tham danh, lợi dụng Phật Pháp kiếm tiền, để gánh chịu nghiệp báo nặng nề. Thời Bắc Tề, có một hòa thượng tên là Yến Thông, dù đã xuất gia, nhưng lại không chuyên chính tu hành, luôn tham tư lợi, thậm chí còn bày mưu tính kế lợi dụng Phật Pháp để thu lợi bất chính trên sức lao động của bá tánh. Lúc đầu, Yến Thông đi khắp nơi hóa duyên khuyên bảo mọi người quyên tiền đúc tượng Phật sẽ tích được công đức cao như núi. Thời đó, đạo Phật rất thịnh nên ngân lượng thu vào cuồn cuộn như thác đổ. Ba đời tiêu cũng không hết. Thế nhưng, Yến Thông chỉ chích ra một phần nhỏ để đúc tượng. Không chỉ dừng lại ở đấy, Yến Thông còn khuyến khích mọi người đến thắp hương, bái Phật, cúng dường tiền tài mỗi lần có vị thí chủ nào cúng dường nhiều tiền đều chúc anh ta được vạn sự như ý nhưng thực tâm chỉ muốn người ta cũng dường nhiều hơn mà thôi lâu dần mọi người bắt đầu bàn tán người quyên tiền ít đi khi không còn ai cúng bái yến thông tức giận cầm gậy đánh vào tượng phật oán trách vì sau ngài không còn mang đến tiền tài cho hắn nữa lập tức một vị thần hiện ra giận dữ nhìn yến thông quát kẻ bại hoại phá đạo nhà ngươi sao dám khinh thường tượng phật thật đáng tội chết dứt lời vị thần liền nhất yến thông lên lấy cây thiết trượng đánh xuống tới tấp hắn thương tích đầy mình dù ngày sau đó vết thương trên người yến thông lở loét ngày càng lớn máu chảy đầm đìa đớn tao thống khổ sau trăm ngày chịu dằn vò cây đắng hắn mới được nhắm mắt xuôi tay giải thoát khỏi trần thế phật không cho không ai cái gì gieo nhân ác gặp quả kiếm tiền từ phật pháp bán bổ thần phật là thể hiện của sự kém hiểu biết nông cạn lòng tham vô đáy kết quả nhận được sẽ chẳng mấy tốt đẹp đất phật là nơi giúp con người tìm về chân tâm vậy nên Phật tử phải luôn răng mình lối sống lương thiện, từ bi hỷ xạ. Đó mới là ý nghĩa đích thực, cốt lỗi, làm nên sức sống lâu bền. Của Phật giáo, sử dụng Phật giáo để tư lợi, nghĩ ra những hữu tục quái gỡ, tà đạo và hành động của kẻ xấu xa, lòng tham vô đáy, kẻ cầu Phật mà nhắc tiền vào tay Phật, đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy danh của Ngài hai kiểu người này sẽ không nhận được sự phổ độ của thần phật cuối cùng cũng không nhận được kết quả tốt đẹp con người của ngày nay vì dục vọng và ham muốn của bản thân nghe theo giả thuyết hoang đường không tin tưởng con người có kiếp sâu và luân hồi chỉ muốn hưởng lạc mà bất chấp thủ đoạn làm việc xấu ác thậm chí xem việc làm xấu như bản năng của con người gặp phải nhân quả báo ứng cũng không biết vì sao. Câu chuyện thứ hai, đời người là giấc mộng. Một nhà doanh nhân nổi tiếng có thói quen rất lạ, cứ cách một vài ba tháng, ông lại dẫn vợ con đến lò hỏa táng để xem. Có người không hiểu hỏi ông nguyên do, ông nói rằng chỉ cần đến nơi hỏa táng, cái tâm nóng nảy sẽ rất mau chóng an tĩnh lại. Thấy danh lợi tiền tài thật nhẹ nhàng, ở nơi hỏa táng này, không kể bạn là quan to, quý tộc, quyền cao chức trọng, uy danh hiện hách hay là một người dân bình thường, nghèo không ai biết đến, cuối cùng đều sẽ phải đến đây chung một tư thế nằm xuống bất động, sau đó bị đưa vào bên trong lò hỏa táng, bốc cháy ngùn ngụt và khi cửa lò thiêu mở ra thì chỉ là một đống cho. Khi đến chẳng mang theo thứ gì. Khi đi, chỉ như một làn khói. Ngẫm lại đời người, thật là đơn giản vậy. Vinh hoa phú quý, rồi cũng thoáng qua theo ngày tháng. Ân ái tình thù, rồi cũng trở về với các bụi. Hôm nay chúng ta sống trong một thế giới đầy vật chất dục vọng bởi những cám dỗ mê hoặc quyền lực, địa vị, tiền bạc, mỹ sắc, ăn ngon, mặc đẹp, dễ làm cho con người trở nên ngông cuồng ngạo mạng đam mê và tư lợi khi bạn cảm thấy hiện thực có sự chênh lệch khiến cho tâm bất an nảy sinh tâm đố kỵ tâm hương thua được mất tâm ân oán tình thù dùng quyền thế mà bu tính hại nhau sao bạn không thử đi đến lò hỏa toán nhìn ngắm thật kỹ đắm cho tàn là cái còn lại của một kiếp người rất có thể đó là người mà bạn mới vừa trò chuyện ngưỡng mộ và say mê vài hôm trước lúc đó bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều với những áp lực đang đè nặng nơi tâm hồn của bạn chỉ là kiếp phù du Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Bộ liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lão bồ đề 2 at gmail.com. tụng Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.